Em Toàn xin chào cả nhà nhé. Mời cả nhà cùng xem các cây giống kỳ Hải Nam được trồng tại vườn em Toàn. Thì thời điểm này đang là tháng 3, thì cây mùa nắng nhưng mà cây phát triển rất là tốt. Thì hôm nay em Toàn sẽ mời cả nhà cùng xa tham quan xem những cây kỳ Hải Nam em Toàn trồng nhé. Xem cây giống ở vườn em Toàn phát triển nó lực như thế nào nhé cả nhà. Đó, đây là những cây kỳ Hải Nam được trồng 5 tháng. Đó, được xuống trồng xuống 5 tháng nha cả nhà. Đây, mọi người cùng theo chân em Toàn để cùng đi xem nhé. Đó. Đây là cả nhà này. Đấy, cây rất là lực. Trồng 5 tháng thì cây nó cũng cao. Cả nhà xem, ngọn này. Lá ngọn rất là xanh. Đó, nõn nà luôn. Đây. Đó. Đây này, cả nhà xem cái lá ngọn của nó này. Đó, nó vươn phát triển rất là tốt. Đó, quan trọng nhất là khi cả nhà mua cây giống kỳ Hải Nam này về trồng thì chúng ta chọn những cái cây giống khỏe. Đó, nó phát triển nhanh thì mình mới cây nó nhanh lớn thì mình chăm sóc mà mai mốt cái lượng kỳ mình thu cũng được nhiều. Mà cây mà nó yếu thì chúng ta trồng chăm sóc nó lâu lớn, nó chậm lớn thì sau mình sẽ nó rất là ít cái sản phẩm của mình thu ha cả nhà nhá. Đấy, một cây thường nếu mà trồng 6 năm á thì mình thu phải được từ nửa ký cho đến 9 lạng kỳ Hải Nam một cây. Nhưng nếu mà cây nó yếu yếu, mình trồng nó phát triển nó chậm lớn thì một cây mình thu không được bao nhiêu nhé cả nhà nhá. Đó, đây cả nhà cùng xem các cái cây vườn em Toàn trồng này. Đó. Cây phát triển rất là đẹp. Đây nhà cả nhà nha. Đấy. Tất cả những dòng này là cây em Toàn trồng 6 tháng hết, thôi dàn bên này em còn trồng 6 tháng nha. Đó, cây rất là đẹp. Đây cả nhà nhìn lực cây ha. Lực cây của nó này. Đó. Mỡ màng luôn. Và thời điểm này em Toàn chưa có nhông cành nha. Mình để cho nó phát nó lực, bộ rễ nó khỏe rồi đấy thì sau đó mình mới nhông cành cho nó nha. Đó, ok cả nhà. Thì một điều là em Toàn muốn nhấn mạnh cả nhà là khi chọn cây giống chúng ta không nên để ý về giá quá nhiều mà mình nên chọn cái cây giống nó khỏe. Đó, khỏe đẹp thì luôn luôn là giá của nó sẽ cao hơn thị trường. Đó, cây của em Toàn mua nhập cây giống nhập khẩu cũng vậy, mình cũng phải nhập cái cây lựa, cây khỏe. Còn những cây nào yếu yếu là em Toàn không nhập. Đấy, cho nên là giá của nó sẽ nó sẽ không như giá của thị trường đấy cả nhà nhá. Nhưng mà khi chúng ta trồng thì cái hiệu quả của nó sẽ khác biệt rõ rệt so với thị trường. Đó, các cái cây giá rẻ. Ok, em Toàn xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ nhé.